Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hãy đứng lên và chiếu sáng, vì ánh sáng của người đã đến và vinh quang của Chúa tỏa sáng trên người. Amen. Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy đứng lên và chiếu sáng, vì ánh sáng của người đã đến và vinh quang Chúa tỏa sáng trên người. Cảm tạ Chúa, chúng ta thấy được những con người rất bình thường, nhưng khi họ được sức giàu thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động họ, thì họ bắt đầu dấy lên một cách rất là mạnh mẽ, trở nên những tiên tri của Đức Chúa Trời, trở nên những vị vua của dân sự của Ngài, trở nên những con người lãnh đạo tài ba và đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh của Chúa Trời. Amen. Chúng ta biết rằng là khi Chúa chọn lựa ai, Chúa sức giàu cho ai, người ấy sẽ trỗi dậy và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng hành với người đấy, và người đấy trở thành những con người như là lửa, phải không ạ? Làm cháy cả một vùng đất, một trời. Họ là lửa mà đem cho nhiều con người hừng hực với lửa thánh của Đức Chúa Trời, để họ cùng nhau hiệp nhất để mà phục vụ Đức Chúa Trời của mình và làm cho kẻ thù phải chạy trốn. Amen. Và đây là lời Chúa hứa với chúng ta là hãy tướng lên và tỏa sáng. Amen. Vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Chúa tỏa sáng trên ngươi. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta phải dấy lên và tỏa sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Chúa đã tỏa ra trên ngươi rồi. Amen. Khi mà Ngài hứa với tất cả mọi người hãy đứng lên và tỏa sáng, thì điều đầu tiên là Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép, và Chúa Giêsu bắt đầu là một con người, là một tấm gương đầu tiên để dấy lên và tỏa sáng. Amen. Bởi vì Esai 60 sẽ đến Esai 61. Amen. Và Chúa Giêsu, lời này được ứng nghiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu là thần của Chúa ở trên ta, vì Chúa đã sức giàu cho ta đặng loan báo tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài sai ta đặng có những tấm lòng đau vỡ, công bố sự tự do cho những kẻ bị tù đầy, loan tin phóng đức cho những người bị xiềng xích, công bố năm thi ân của Chúa và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài sai ta đi an ủi mọi kẻ than khóc, đặng ban mã hoa cho những kẻ khóc ở Siôn, mã hoa thay vì trong hội dầu vui vẻ, thay vì than khóc, áo choàng ngợi khen, thay vì tinh thần sầu thảm, họ sẽ được gọi là cái sồi công chính và cây Chúa đã trồng để bày tỏ vinh hiển Ngài. Amen. Chúa Giêsu chúng ta đi trước, Chúa Giêsu chúng ta mặc váy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài đã dấy lên và tỏa sáng rồi. Ngài đã đem sự giải cứu, đem sự chữa lành, đem sự tự do cho tất cả những con người tin Ngài khi Ngài tại thế tại đất nước Israel. Và chúng ta cũng biết được có rất nhiều người từ ngoại quốc họ cũng hưởng được phước lành này. Amen. Như là người phụ nữ Canaan, hay là thầy nội, và biết bao nhiêu con người đã tin nhận Chúa Giêsu, họ đã được tự do. Họ đã được ra khỏi mù lòa, họ ra khỏi nợ nần, họ ra khỏi sự nô lệ của Satan, của tội lỗi, và họ trở nên những người phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu của chúng ta trong vòng 3 năm rưỡi, Ngài đã dấy lên, Ngài đã tỏa sáng, và Ngài đã làm cho chúng ta, cho dân Israel, tất cả quyền năng và phép lạ được bày tỏ ra để chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, và chúng ta tiếp tục đứng lên và tỏa sáng. Amen. Amen. Có phải là chúng ta là em của Chúa Giêsu không? Amen. Có phải Chúa Giêsu đã giao lại cái quyền cho các môn đồ của Ngài khi Ngài bắt đầu về thiên đàng? Amen. Như vậy thì y quyền đó được ban cho chúng ta. Y quyền đó sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đổ Thánh Linh xuống trong ngày lễ ngũ tuần, và tất cả những người 120 người đó họ giao lãnh Thánh Linh,
họ nhận lứa của Thánh Linh Đức Chúa Trời và họ trở thành những sứ đồ, những tiên tri, những nhà truyền giáo có ban mục sư, giáo sư và các chức vụ khác trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa bắt đầu 3.000, 5.000 rồi sau đó không đến được. Và chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên phát triển rất là mạnh phải không? Lan rất là mạnh phải không? Bởi vì sao? Tôi nhìn thấy hầu hết hình như là ai nấy đều đứng lên và tỏ sáng hết. Có phải không? Hầu như tất cả họ có một cái sự sốt sắng về nhà với Chúa Trời. Qua lời rao giảng của Phi-rơ, qua những dấu kỳ phép lạ mà Chúa dùng tay các sứ đồ để làm ra, và hậu thánh đầu tiên sôi sục trong lửa của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và lửa đó thắp sáng đời sống của họ. Chúa nói rằng là hãy đứng lên và tỏa sáng vì các ngươi đã nhận ánh sáng rồi. Amen. Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang của Chúa đã chiếu rạng trên ngươi rồi. Ánh sáng của ngươi đã đến. Tất cả bên bà chị em chúng ta đã nhận ánh sáng từ Chúa chưa? Đã đến rồi phải không? Ánh sáng của các ngươi đã đến rồi. Amen. Có nghĩa là từng người một khi nhận bản thân linh của Đức Chúa Trời thì ánh sáng của Chúa đã đến rồi. Và chúng ta không ngồi yên và hãy đứng lên và chiếu sáng. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu dạy về cái đèn không? Cái đèn thì sao? Ấp lên để trên chân đèn. Ấp lên. Rồi sau đó để dưới cái thùng phải không? Ấp xuống hả? Anh để dưới gầm giường phải không? Nhưng mà để trên cây đèn, trên giá đèn mà chắc chắn là giá đèn nó sẽ cao và tỏa sáng khắp nhà của mình và tỏa sáng khắp mọi nơi nữa thì đi ra. Amen. Chúng ta phải biết rằng là Chúa nói là ánh sáng của ngươi đã đến rồi. Ánh sáng mà từ Chúa đã đến trên từng người chúng ta rồi. Nên chúng ta không còn cách nào khác, không thể nào để cái đèn của mình dưới cái thùng, dưới gầm giường mà chôn giấu cái ánh sáng đó. Nhưng mà hãy đứng lên như một cái đèn, đứng trên giá đèn và chiếu sáng. Amen. Trước nhất là chiếu sáng trong nhà của mình. Amen. Phải vậy không? Có phải trong nhà anh chị em là người chiếu sáng cho những người khác không? Mà nếu cái nhà đã 4-5 cái đèn thắp lên thì sao? Nó sáng rực rỡ luôn đúng không ạ? Phải vậy không? Không có xó nào mà không còn sạch. Chỗ nào cũng sáng hết. Và nếu mà nhà của chúng ta mình chỉ có một mình là cái đèn thì cũng phải đốt đèn để chiếu sáng trong nhà. Để chiếu sáng trong nơi tối tăm. Amen. 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 Chúng ta sẵn sàng để chiếu sáng không? Amen. Chúng ta không có gì mà không lộ ra. Đúng không? Chúng ta không có gì mà không lộ ra. Vì đó chúng ta giấu. Nhiều người tin Chúa rồi giấu, không dám cho nhà mình biết, không dám cho cha mẹ mình biết, sợ bắt bớ, sợ đúng rồi hết hết, giấu kỹ. Nhưng mà chúng ta không có gì lộ, không có gì giấu, không có gì lộ ra hết. Tất cả nó sẽ bị lộ ra thôi. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải chiếu sáng. Amen. 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 Thầy đã tin cái tim của mình mà nói rằng con phải chiếu sáng. Con phải chiếu sáng. Vì Chúa bảo con phải chiếu sáng. Amen. Amen. Không phải ngồi và chiếu sáng, nhưng mà đứng lên và chiếu sáng. Amen. Phải đứng lên và chiếu sáng. Amen. Đừng làm cái đèn của mình mất đi sự sáng. Đừng để cái đèn của mình hết dầu. Amen. Amen. Chúng ta sáng là bởi dầu, bởi lửa, bởi dầu. Mà nếu không có dầu thì không có sáng được. Amen. Amen. Và chúng ta cần phải có dầu, luôn luôn có dầu cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Nếu thiếu dầu thì sao? Thì bỏ lại, giống như 10 người nữ đồng trinh đó mà không có dầu, 5 người đó gọi là 5 người dài thì bỏ lại, đau đớn lắm á, không được. Và với chàng rể là đau đớn lắm đó. Chúng ta nhớ cô dâu chính là hậu thánh của Chúa.
được Thánh Linh đến ở cùng, dẫn dắt và thánh hóa hậu thánh của Chúa, để hậu thánh của Chúa thật sự là một người nữ trinh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, để chờ Ngài chẳng kể đến, là Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Trong ECT chúng ta nhớ không ạ? ECT muốn gặp vua thì phải sao? 6 tháng đâm mình trong một giường, trong dầu thơm, rồi tẩy sạch ô bế mà. Suốt cả một năm như vậy đó, sạch rồi mới đến gặp vua. Và đây là hình ảnh mà cho chúng ta thấy rằng là Hegai chỉ là đại diện cho Đức Thánh Linh và cung cấp mọi thứ cho ECT, để ECT trở nên trang sức một cách đẹp đẽ và trở nên thánh khiết, trong sạch, thánh hóa mọi những cái gì của một cái người bình thường và trở thành một người thánh. Thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với hội thánh để sửa dạy hội thánh, để hội thánh của Chúa thánh khiết trước mặt Ngài. Chúng ta có hiểu điều đó không? Đang có điều gì đó nhiều lúc chúng ta bị sửa dạy mà nó đau đớn đó không? Nhiều lúc sửa nhẹ nhàng chúng ta không chịu, rồi cứ phạm bà Chúa sửa mạnh, Chúa dùng roi sửa mạnh hơn nữa thì chúng ta đau đớn. Và điều vô cùng quan trọng là đối với Chúa rằng con phải là người dễ dạy. Amen. Amen. Con phải là người dễ dạy mà Thánh Linh dạy con, và con kính sợ Ngài và con làm theo Ngài. Và nhất định chúng ta không để cái sự ô uế trong đời sống của chúng ta. Có một anh em cũng đã qua đời rồi, trên đầu giường, trên bàn, còn cúng kinh thánh một chai rượu. Sáng 4 giờ thức dậy đọc kinh thánh, mà trong vòng mấy năm á mà đọc 3 lần kinh thánh là tôi thấy quá giỏi. Nhưng mà đọc kinh thánh xong thì uống rượu, có cái gì mà có lời mà có rượu nữa. Như thế mà nói bị bỏ rượu không chịu bỏ, nhưng mà cảm ơn Chúa. Lần cuối cùng tôi nói rằng em suy nghĩ đi, Chúa xây dựng cuộc đời, Chúa xây dựng cái đền thờ này, Chúa chữa lành cái thân thể của em là đền thờ của Chúa, còn em là cứ phá. Chúa xây rồi em phá, Chúa xây rồi em phá, như vậy thì em suy nghĩ đi. Và lần cuối cùng đó thì em bỏ rượu luôn và cảm ơn Chúa. Chúa cũng thấy rằng là khi sau tương lai đó không có, tôi nhắc nhở đây là chứng cho người nhà của mình vẫn không làm chuyện được chứ. Và cuối cùng Chúa cắt đi, còn thì chúng ta không có kết quả. Nên chúng ta đừng có cứng lòng, mà cũng đừng có lì lợm như những anh em của chúng ta như vậy. Amen. Chúng ta phải đứng lên và chiếu sáng. Amen. Bởi vì sự sáng của tôi đã đến rồi. Amen. Phải chiếu sáng bằng một đời sống của chúng ta, là đời sống mà người ta nhìn vào và người ta khen được, chứ không phải người ta nhìn vào đời sống của mình rồi họ lấp đầy. Đời sống chúng ta là đời sống tốt, và xã hội xung quanh chúng ta phải khen rằng chúng ta là người tốt, và chúng ta mới là người chiếu sáng được. Chúng ta là một bóng đèn trong gia đình của mình, nhưng mà chúng ta sống không có ra gì hết thì làm sao họ là cái đèn nó chiếu sáng được. Nhiều lúc chúng ta nghĩ là mình phải là cứu cho gia đình của mình, nhưng mà chúng ta đây là cái sự tốt tâm cho gia đình của mình. Phải vậy mà trong dòng họ của mình họ không thấy có một cái chút ánh sáng nào cả từ Chúa. Họ thấy là từ khi tin Chúa cho đến bây giờ nó vẫn y như vậy, nó đâu có thay đổi gì đâu, nó đâu có khác gì đâu, mà nói thì hay lắm mà làm thì không làm. Nên chúng ta phải có một đời sống thật sự là ngọn đèn, là người chiếu sáng. Thật sự họ nhìn vào chúng ta là họ đã tin Chúa. Amen. Họ nhìn vào mình, họ thấy có một sự sáng của Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Họ thấy mình tươi vui, họ thấy mình bình an, họ thấy mình vượt qua mọi hoàn cảnh. Vẫn bình an, vẫn vui khỏe và không có cái nét buồn rầu, không có cái gì tổn thương, không có cái gì hết. Bởi vì
Chúng ta là người được Thánh Linh dạy dỗ và trang bị rất kỹ cho chúng ta, để chúng ta trở thành nàng dâu của Chúa Giêsu, một nàng dâu trinh khiết. Amen. Có Thánh Linh chúng ta thì chúng ta phải thật, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta để phong phục, nên chúng ta phải là người được thánh hóa thật sự. Nếu không được thánh hóa, chúng ta không thể thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải trở thành con người thật sự được chiếu sáng. Vì ngày bóng tối đã bao trùm trái đất và tối tăm đã che phủ các dân, nhưng Chúa đã tỏa sáng trên ngươi và vinh quang của Ngài chiếu sáng trên ngươi. Bóng tối bao trùm trái đất, tối tăm che phủ các dân. Ở đây Chúa nói về lãnh vực của Satan. Đó mà Chúa nói về lãnh vực của Satan. Satan là chúa của đời này. Nó là cái cầm quyền của sự chết, nó là cái cầm quyền của vương quốc của sự tối tăm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng là ai nghe lời ta mà tin trong đấng sai ta thì được sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống, để mở mắt họ trong nước, để mở từ nơi tối tăm, để nước sáng lên, từ quyền lực của quỷ sáng lên đến với Đức Chúa Trời. Mở đức tin nơi ta, họ hưởng cơ nghiệp, được tha tội, được hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Amen. Chúa nói rằng hãy dấy lên, hãy đứng lên và chiếu sáng, để mở mắt họ, để họ từ tối tăm đến nước sáng lên, từ quyền lực của quỷ sáng lên đến với Đức Chúa Trời. Mở đức tin nơi ta, họ được tha tội và đồng hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Amen. Amen. Satan đang bao trùm những người chưa biết Chúa. Trên pháp lý, Chúa Giêsu đã đắc thắng Satan rồi. Satan bị tước hết mọi quyền lực rồi. Chìa khóa sự chết và âm phủ Chúa đã cầm lại rồi. Nhưng mà những người không biết vẫn ở dưới sự nô lệ của Satan, vẫn ở trong tội lỗi, họ chưa được biết rồi, họ chưa được đụng chạm bởi Chúa Giêsu, chưa được nhận lãnh Đức Thánh Linh, và cuộc đời họ vẫn y như quy củ. Và chúng ta phải làm thế nào để đem họ ra khỏi vương quốc của sự tối tăm bằng ánh sáng của Ngài. Amen. Amen. Tất cả những người ở trong tối tăm, chỉ có ánh sáng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đã giao cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể đem sự chiếu sáng cho họ mà thôi. Phải không chị em? Nhiều lúc chúng ta quen lắm, bởi vì lầm lũ trên cuộc đời này, lầm lũ làm ăn, chúng ta quên rằng chúng ta là ánh sáng của thế gian. Phải vậy không? Chúa Giêsu cũng là ánh sáng của thế gian. Ngài là sự sáng, Ngài là sự sống. Amen. Và chúng ta cũng là con của Đức Chúa Trời, và ánh sáng đã chiếu trên chúng ta rồi. Chúng ta nhận lãnh Thánh Linh, ánh sáng đã chiếu trên đời sống của chúng ta rồi. Và chúng ta bất cứ đi đâu, làm chỗ nào thì phải chiếu sáng. Amen. 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 Để chúng ta làm ở trong công ty, làm gần với những con người xung quanh chúng ta, họ thấy chúng ta là ngọn đèn, họ thấy chúng ta là ánh sáng. Phải vậy không? Làm sao mà họ thấy được điều đó? Không phải nói nhiều, không phải nói nhiều về Chúa Giêsu, nhưng mà đời sống của mình thật sự chiếu sáng bằng những hành động yêu thương, bằng những hành động quyền năng, bằng những hành động khôn ngoan, giúp đỡ, có tài xử trí trong mọi sự. Và khi nhường hạ mình thì chắc chắn rằng là ai cũng tôn trọng chúng ta. Mà nếu ai cũng tôn trọng chúng ta, ai cũng yêu thương chúng ta, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang chiếu sáng. Amen. Amen. Có một vài người chị em bây giờ hồi Chúa ở Ninh Bình, hồi sinh viên đi học, tin nhận Chúa mà xuất sắc trong công việc nhà. Khi làm việc trong công ty mà cứ xuất sắc, gặp ai cũng làm chứng. Nhiều lúc bị trễ nải, nhiều lúc giám đốc dặn lên muốn xuất đi luôn, không cho làm nữa. Nhưng mà chuẩn bị là ngăn ngừa coi là cô không được là làm chứng trong công ty, không được nói Chúa Giêsu trong công ty. Nhưng mà cô bởi cái lửa của tôi nó cháy trong tôi, thì gặp ai cô cũng nói như lúc xa đà.
đây ông giám đốc ông quyết định cho cô nghỉ. Mà khi chuẩn bị quyết định cho cô nghỉ thì điều gì xảy ra? Tự nhiên trong công ty nó có 4 em, mới vừa ăn cơm xong đó là 4 em bắt đầu nhảy lên coi như là quỷ nó nhập của con rầu nhảy vừa tưng bừng trong công ty. Em đó phải ra tay giải cứu. Rồi vừa giải cứu mà vừa vừa gọi cho một sư. Một sư nói người này như thế này, người kia thế kia. Vậy con phải làm sao, con phải làm sao? Tôi nói cứ nhân dân chúa, cứ đuổi quỷ đi. Cứ làm mạnh mẽ, không biết đuổi thì cứ cầu nguyện trong tiếng bạn. Rồi cảm ơn Chúa một thời gian. Em xui và các người bình thường trở lại. Rồi con cho con nghỉ, chăm sóc con, tập con nghỉ được. Rất lợi cho công ty. Nên nhiều lúc ta sợ mà không dám chiếu sáng, sợ mất việc mà không dám cầu nguyện, không dám lập chứ. Nhưng mà tôi nói rằng Chúa có chương trình hết. Amen. Amen. Nếu chúng ta đứng về phía Chúa, Chúa bênh vực chúng ta. Amen. Không có sợ hãi gì hết. Amen. Thế giới tối tăm nó phải trống trời, nó phải thất bại. Mà để Chúa đưa chúng ta đi chỗ khác thì cũng sẽ tốt cho chỗ khác. Bởi vì sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta. Amen. Tại sao chúng ta đủ quỷ được? Tại sao chúng ta chỉ có làm được, làm những việc suy nghĩ được? Bởi vì Chúa nói rằng nhưng Chúa tỏa sáng trên ngươi và vinh quang của Ngài đã chiếu sáng trên ngươi. Amen. Amen. Cái sự sáng đó sẽ làm cho tối tăm biến mất đi. Amen. Thế giới tối tăm nó phải lui đi. Những con người ở trong tối tăm phải được cứu, phải thoát khỏi cái sự tối tăm đó để họ trở thành những con người tiếp tục chiếu sáng. Nếu anh chị em ở trong một cái nơi mà cái có một mình thôi, mà thường thường có nhiều anh chị em hay than phiền rằng là nơi đó không có ai đi Chúa của mình con à. Tôi nói mình con thì thắp lên đi một ngọn. Rồi sau đó có người đi Chúa là 2 ngọn. Rồi dần dần 50 ngọn đèn thì nó sẽ tỏa sáng mạnh hơn. Amen. Thế còn mình đi bây giờ thấy tình hình có một mình đó là coi như cứ bỏ dưới gầm giường, nó hấp dưới cái thùng lên là nghĩ là sao mà nó sáng được. Đất ở trong con lớn hơn kẻ trong thế gian này. Amen. Lửa ở trong con nó sẽ cháy lên. Đặc biệt rằng là Chúa nói là chớ dập đất thánh linh của Đức Chúa Trời. Chớ dập đất thánh linh của Đức Chúa Trời. Tôi nói rằng thế giới này không ai có thể dập được lửa của thánh linh của Chúa Trời hết. Càng dập nó càng cháy. Chúng ta lấy hồi thánh đầu tiên không? Càng bắt tớ nặng nề nó càng cháy. Càng bắt tớ nó càng cháy. Càng giết, càng muốn mà diệt trừ hồi thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà càng cháy lên, cháy mạnh mẽ lên. Tới nỗi đến thế kỷ thứ 3 là chiếm hữu cả đế quốc La Mã rồi. Cả vua rồi, cả dân gì, ta đi Chúa rồi. Chúng ta thấy lửa của thánh linh không ai có thể dập tắt. Những người trong thế gian này không ai có thể dập tắt được, dù là vua dù có quyền lực không thể dập tắt được lửa của thánh linh. Nhưng mà tôi nói anh chị em là anh chị em có thể dập tắt được, đúng không ạ? Chúng ta có thể dập tắt được, bởi vì thánh linh tại chúng ta không làm, thánh linh tốt cho chúng ta không chịu làm. Chúng ta dập tắt thánh linh của Đức Chúa Trời thì nó thánh linh bảo rồi. Những người gì đó làm chứng cho họ đi, dụ dự và cứ chần chờ không làm cái đó mang gan người đã chết mất tiêu rồi. Bắt đầu ăn năn khóc với Chúa, Chúa muốn cứu họ mà mình không chịu đi cứu. Chúa, chúng ta dập tắt thánh linh của Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy đứng lên và thắp sáng, hãy đứng lên và chiếu sáng, vì sự sáng của ngươi đã đến rồi. Chúng ta đã nhận sự sáng qua ngày lễ cuối cùng rồi, và Chúa Giêsu cũng đã là gương mẫu cho chúng ta rồi. Ngài đã mặc lấy thánh linh của Đức Chúa Trời và Ngài đã chiếu sáng rồi. Ngài đã đem sự tự do cho nhiều người rồi. Và Ngài công bố rằng là lời này đã được ứng nghiệm ngay hôm nay rồi. Tất cả những người nô lệ cho tội lỗi, cho Satan, cho bệnh tật và mọi thứ sự rủa xả đã được tự do rồi. Và Chúa Giêsu đã đem nhiều người rồi. Và Chúa Giêsu đã huấn luyện 12 môn đệ, 70 môn đệ. Rồi Chúa Giêsu cũng về trời và Ngài tuôn đổ thánh linh của Đức Chúa Trời xuống ngàn đệ tử đồng. Trong đó có 120 người. Và sau đó là 3.000 người, rồi lên 5.000 người, sau đó không đến được nữa. Amen. Họ chiếu sáng và chiếu sáng. Bởi vì lý do, họ thánh đầu tiên lan rất rộng, rất là mạnh, không phải một vài người. Nhưng mà đa số nhiều người, họ chiếu sáng, họ bị bắt bớt, tản lạc khắp mọi nơi, đi đến đâu họ cũng giảng hết. Đi đến đâu họ cũng giảng về Chúa Giêsu hết. Amen. Nên họ thánh của Chúa thành lập khắp mọi nơi mọi chỗ.
Còn ở đây, thử thách của Chúa, một người chiếu sáng thôi, còn 99 người không chiếu, hay là vài ba người chiếu, còn nhiều người khác không chiếu. Chúng ta nhớ rằng là cái sự chiếu sáng đó mà Chúa Giêsu nói rằng là bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, chứ không phải chiếu sáng có một chút xíu thôi. Amen. Là phải đi ra từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Chiếu tại Jerusalem không dễ đâu anh chị em. Phải không? Jerusalem là nguy hiểm nhất. Bởi vì dân tộc đó là dân tộc Do Thái, họ có Đức Chúa Trời rồi, họ không chấp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, họ không chấp nhận là đấng Messi, nên chiếu sáng tại cái vùng đất mà đa số là gọi là quốc giáo này, vì Chúa Giêsu mà họ đã báo tin thì rất khó, không đơn giản, nhưng mà họ vẫn chiếu sáng, bởi vì đâu có sợ chết. Và thứ hai nữa là họ biết rằng là Chúa Thánh Linh đang ở với họ, cùng làm việc với họ, họ chiếu sáng và đầy dẫy quyền năng. Amen. Đến nỗi người quen này tại cửa đền phải đứng dậy giải lên cùng đi với Phi-rơ và dân. Họ thấy sờ sờ đó mà không có thể nào mà che mắt được. Rồi họ bắt Phi-rơ, họ giam trong ngục. Và Chúa sai thiên sứ của Ngài mở Phi-rơ ra khỏi và người ta ông tưởng là mơ đó. Và người khác cũng tưởng là mình đang mơ. Không, nhiều phép lạ xảy ra, nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra để chứng phục. Và họ thấy rằng Chúa Giêsu là chân lý. Hậu thánh của Chúa, những người sứ đồ này là chân lý, ở trong chân lý, ra truyền chân lý, và họ đã theo Chúa Giêsu, chứ họ không theo thầy tế lễ, không theo mấy người lãnh đạo dân Israel, rồi các thầy tế lễ cũng theo đạo luôn, theo Chúa luôn. Amen. Amen. Chúng ta đừng nghĩ mình đang ở giữa tôn giáo, hay là mình đang ở giữa Thiên Lành truyền thống, hay là mình đang ở giữa Hồi giáo gì cả. Hãy cứ như thế, bởi vì sự xác đã đến trên người rồi. Hãy chiếu. Amen. Hãy chiếu và chiếu ra nơi tận tâm. Đừng có chiếu ở chỗ anh em của mình rồi mang tiếng của mình. Amen. Amen. Có nhiều người cứ đi chiếu chỗ này chỗ kia để kế tiên của người ta, làm cho xung đột, làm cho gây phân rẽ lộn xộn. Chiếu là chiếu chỗ nơi tối tâm. Amen. Amen. Cứ chiếu nơi tối tâm. Đừng có chiếu chỗ người ta đã sáng rồi, đừng có chiếu chỗ đó. Amen. Giống như Phaolô cũng là ông rao giảng cho nơi nào mà không có tiền lầm. Ông không nhận lời đâu. Để cho họ tin nhận Chúa Giêsu là Chúa. Amen. Nhưng mà chúng ta biết điều điểm mà chúng ta chiếu chưa? Chiếu là phải chiếu nơi tốt không? Amen. Chứ không phải chiếu chỗ đã sáng rồi. Amen. Phải chiếu. Phải đứng lên và chiếu sáng. Vì mình đã nhận ánh sáng từ Chúa rồi. Amen. Và chiếu ra nơi tối tăm. Amen. Cảm ơn Chúa. Để đem những người ở trong sự tối tăm và làm cho họ sáng rực rỡ. Amen. Những người ở trong tối tăm đó, ví dụ như những người mà ở trong đường hầm, tối tăm họ suốt trong đường hầm đó, khi mà họ ra khỏi nắp hầm rồi nhìn thấy ánh sáng là vô cùng tuyệt vời, sung sướng vô cùng, phải không ạ? Những anh chị em của chúng ta đã từng ở trong cái sự khổ sở, ở trong sự nô lệ, ở trong cái sự dày vò của Satan, của tội lỗi, và làm cho chúng ta không ăn ngon ngủ ngon, không có bình an chút nào, bị ma quỷ dày đặc và khốn khổ. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, ai nấy cũng đều nói rằng là cảm ơn Chúa, tôi thấy rất là được tự do, tôi thấy rất là nhẹ nhàng, rất là vui mừng, rất là sung sướng, hình như là không còn nặng nề nữa, không còn cái ách của Satan, cái cổ của mình nữa. Mà đó là những con người từ đời tôi tâm sẽ bước vào trong ánh sáng của Chúa. Amen. Amen. Và điều tiếp theo đó là gì? Nếu chúng ta đứng lên và chiếu sáng, đi ra để chiếu sáng nơi tối tăm, thì Chúa nói rằng hãy ngước mắt nhìn quanh và xem tất cả chúng nó đều hợp lại và đến cùng ngươi. Đó, các con trai của ngươi sẽ đến từ phương xa và con gái ngươi sẽ tẩm mọc trên hông. Bây giờ ngươi sẽ thấy và rạng rỡ, lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng. Amen. Khi chúng ta chiếu sáng, không những là chúng ta đến chỗ tối tăm chúng ta chiếu, nhưng mà khi mà chúng ta chiếu sáng thì những nơi tối tăm họ cũng chiếu lên, họ thấy được ánh sáng. Ngày xưa chúng ta thắp đèn dầu á, mà khi có đèn điện thì sao?
nó sướng vô cùng đúng không? Tại vì vua Tịnh Đức cho người qua bên Pháp đi, hôm qua con hành dân Nguyễn Đình Tổ đi về, cái ông nói rằng là ở bên kia bên Pháp đó, người ta thắp đèn mà chút xuống, vua giận luôn, nó là coi như chấp như là nó khùng rồi, phải không ạ? Đem gì mà đèn chút xuống mà sát được Việt Nam là đèn mà phải tốt mà đứng rồi, những bên nó sát được bây giờ. Ở bên Pháp cái đèn chút xuống mà sát không tin nổi luôn. Ông muốn thay đổi, ông muốn đem cái tốt lên lên, nhưng mà thì bóng tối nó cứ chống được, phải vậy không? Nên chúng ta nhớ rằng khi chúng ta chiếu sáng nơi tối tâm thì đương nhiên tối tâm nó cũng chống đối chúng ta, nó không có kia chúng ta đâu. Nên những người chiếu sáng là một ánh sáng đem chiếu rọi cho người khác để cứu họ, nhưng mà chúng ta cần phải sẵn sàng chịu đựng những cái gian khổ, điều mình bắt thật từ giá mình là theo vua của chúng ta để cứu được một vài người. Amen. Amen. Phải cứu được một vài người và nhiều người họ sẽ chạy đến. Chúng ta tin chắc rằng những năm tháng trôi qua chúng ta đi chỗ này chỗ kia chúng ta chiếu sáng, nhưng mà rồi sẽ người ta sẽ chạy đến trong cái ngày cuối mùa, người ta sẽ chạy đến với ánh sáng của chúng ta. Amen. Dù vậy chúng ta vẫn luôn luôn mà đi ra đi chiếu sáng để người ta chạy đến, chứ không phải là chúng ta ngồi ở nhà để người ta chạy đến. Amen. Phải tiếp tục chiếu sáng. Mà khi chúng ta làm công việc mà Chúa giao cho chúng ta thì Chúa nói là vì sự giàu có của biển cả sẽ đổ về các ngươi, còn con cái của các ngươi sẽ đến với ngươi, muôn vàn lạc đà tràn ngập ngươi, các lạc đà tơ của Marian, Epha và tất cả những người từ Seba sẽ đến mang theo vàng và đồng hương, họ sẽ loan truyền lời ca ngợi Chúa. Amen. Thì chúng ta làm xong công việc của mình, Chúa làm công việc của Chúa, đó là ngày đổ cái sự giàu có thịnh vượng xuống cho họ thánh của Ngài. Ngày đổ cái sự giàu có thịnh vượng xuống trên tất cả những con người, đứng lên và chiếu sáng. Amen. Như vậy chúng ta thấy mình có thiệt thòi gì không? Vì lúc mà chúng ta sống công chính, chúng ta sống thánh khiết, như là người ta nói mình thiệt thòi đúng không? Nhiều lúc người ta ăn hối lộ mình không dám ăn hối lộ, kính sợ Chúa không dám, ăn vặt mà nó cũng không dám, nhưng mà người ta thì ăn vặt từng chút để đem tiền về nhà của mình. Còn đối với người của Đức Chúa Trời luôn luôn công chính và không đem tiền bất nghĩa vào nhà của mình. Amen. 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 Bởi vì đem tiền bất nghĩa vào nhà của mình thì một mai như là gai góc nó làm cho mình vào khúc khổ này. Nên ông Sa-chê ông khôn, ông đem tiền bất nghĩa vào nhà của mình thì ông quyết định đem nửa gia tài chia cho người nghèo, mà làm thiệt hại ai là đầy gấp đôi cho người đó luôn. Tiền nó ra khỏi nhà rồi nó bình an, nó vui sướng lắm. Nhưng mà rất là nhiều bạn bè, ok họ thấy ông tốt quá rồi, dân hiến cho quá nhiều, ôi nhiều bạn bè lắm, trong còn nào ngày xưa là đi ngang qua cái họ né ông, ông thô thế là ông tội lỗi, họ né. Nhưng mà bây giờ chắc là nhiều người kề cận rồi đó, nhiều bạn không được. Phải đem tiền có nghĩa mà kết bạn. Amen. Amen. Nên chúng ta phải là một con người thật sự nhận sự giàu có từ Đức Chúa Trời của chúng ta khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ Abraham khi ông thắng trận quân đồng minh trở về thì Solomon rơi vào các nước đó thì họ nói rằng thì ông chỉ trả lại người cho tôi được rồi, còn của cái gì đó ông cứ lấy đi, ông có quyền lấy bởi vì ông cứu người cho chúng tôi là được rồi. Ông nói rằng là một sợi dây dài ta có lấy tất cả những gì con người hãy lấy về hết đi, để sau này các ngươi tưởng rằng là Abraham giàu vì của cải của các ngươi. Không, Abraham giàu là của từ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta được giàu có là từ Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, chúng ta không cần có những cái bất nghĩa đâu. Amen. Người ta đang đau khổ sạch tiền hết rồi mình đi lấy mọi thứ đó, không cho thêm cho người ta mà còn đi lấy lấy cái gì đó, nó không có tốt lành chút nào, không ạ? Nên chúng ta cái gì đó mà nó không công chính, cái gì đó cho là bất nghĩa, tài chính mọi thứ, chúng ta không sử dụng gì đó, không đem vào nhà của mình. Amen. Amen.
chúng ta làm được không? Sẵn sàng công chính đi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Amen. Sự giàu có của biển sẽ đổ về các ngươi, của cải của các ngươi sẽ đến với các ngươi. Amen. Đông Tây Nam Bắc, của cải sẽ chạy đến với các ngươi. Đừng có sợ nghèo. Hãy dấy lên mà sẵn sàng ra đi. Hãy đứng lên mà chiếu sáng đi. Rồi Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời, trở thành những con người mà đầy dẫy mọi sự thông chiếu thông nghiệp. Tôi nhớ là một giáo sĩ ông kể lại, con của một sư nha, mà đi bán ma túy bị bắt nhốt trong tù. Vô trong tù đã ăn năn khóc lóc với Chúa, kêu cầu với Chúa, nói với Chúa là Chúa thả con ra thì con sẽ dâng cuộc đời con phục vụ Đức Chúa Trời. Ngài sai con đi bất cứ lúc nào con cũng sẵn sàng đi. Mà Chúa làm lạ, tự nhiên là trong tù đó họ tầm giấy tờ cho ông ta, cho ông ta ra khỏi tù. Đâu có gì khó cho Đức Chúa Trời đúng không? Về học truyền giáo, học xong tầm truyền giáo của thế giới đó đưa ông qua những cái hòn đảo, đưa qua những cái đảo mà cái đảo mà khó đến vô cùng, dùng trực thăng đưa cả hai vợ chồng lên trực thăng, rồi đó thả dù xuống cái đảo. Mà cái dân ở trong đảo nó thấy hai người từ trời giáng xuống, họ mừng quá, họ chạy ra, họ tiếp rước, họ đem về làng và nuôi hai ông bà. Và đâu biết nói tiếng gì đâu, cứ làm dấu không nào biết nói gì hết. Nhưng ba năm sau, cứ ổng cứ chỉ trên trời, họ nói về thiên đàng mà họ đâu biết gì đâu. Nhưng mà ba năm sau thì học được tiếng nói của họ. Và cái năm thứ ba đó là cái năm mà Chúa làm việc rất là lạ lùng. Có một em bé nó chặt đứt ba ngón tay, thì ổng lấy kim khâu lại ba ngón tay vào lại, cầu nguyện Chúa chữa lành luôn. Cả làng họ tìm vui, thấy lạ quá, cả làng tìm chứ. Rồi sau đó thì gì xảy ra được? Cái làng bên cạnh quá năm sau, cái làng bên cạnh có một đứa trẻ nhỏ chết đuối mà bị sình rồi. Ông bắt tay cầu nguyện đứa trẻ sống lại, từ làng này đến làng kia tiếp nhận Chúa Giêsu. Amen. Thời điểm Chúa đã làm, và sau đó ông có một văn phòng truyền giáo rất lớn tại đất liền, tại thành phố. Từ hai vợ chồng bằng tay trắng bây giờ thiết lập rất là nhiều hội thánh từ đảo này cho đến đảo khác, và bước vào trong thành phố và nổi tiếng thế giới. Amen. Amen. Có ngày là có thiên đàng, có ngày là có tất cả. Chúng ta đừng nghĩ mình có tiền mình mới làm được điều này, có tiền mới làm được điều kia, có quyền mới làm được. Nếu chúng ta có quyền năng, có thể làm được điều làm được. Hãy dấy lên, hãy chiếu sáng. Mà chúng ta đừng bỏ cái việc mà phục vụ Đức Chúa Trời, cứu những linh hồn tội nhân mà trở thành một con người làm ăn thấp kém. Và chúng ta tắt liền những ngọn lửa mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta. Amen. Tuổi của tôi cũng lớn rồi mà tôi vẫn tiếp tục đứng lên và chiếu sáng, đi chỗ này chỗ kia mà chiếu sáng. Và nhiều người được giải cứu, nhiều người được trở thành, nhiều người nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Còn tất cả những người trẻ, các bạn đã có lửa rồi, đã có ánh sáng rồi, hãy dấy lên đi. Hãy đặt tay lên những người thân của mình, những người bạn của mình đi. Chúng ta hãy nói, gieo chúng ta mới gặt được. Amen. Không gieo chúng ta không thể nào gặt được. Amen. Hãy gieo, gieo mới có mùi gặt. Đây phải gieo, phải đứng lên, phải chiếu sáng, phải làm công việc Chúa rất dư dật luôn. Amen. Thì không thoát đem trong Chúa không ngồi. Chúa sẽ làm cho đem giàu có. Cho nên là tất cả những người từ Seba sẽ đến, tất cả họ đem vàng trồng hương, họ sẽ toan tiền lời ca ngợi Chúa. Nhiều dân tộc phải ca ngợi Chúa mà không những họ ca ngợi Chúa mà thôi, họ đem vàng, họ đem đặc đà, họ đem mọi thứ quý đến cho các ngươi. Amen. Amen. Các dân tộc họ đến thì họ cứ đem tiền, mọi thứ quý họ sẽ đến vì Chúa cảm động họ và Chúa sử dụng họ. Tất cả vàng bạc, những cái gì quý giá họ đem đến với hội thánh của Đức Chúa. Những người này là ai như mà như mây bay, bộ câu tơ trở về Chúa. Chắc chắn các hạ
hải đảo sẽ trông đợi ta. Ta trở về. Họ trở về bằng rất là quyền năng phép lạ từ Chúa. Như là mây bay như bồ câu, họ chạy đến. Họ chạy đến với Chúa. Họ chạy đến với ánh sáng. Người ngoại quốc sẽ xây dựng các tường thành ngươi, và vua của họ sẽ phục vụ ngươi, vì cơn thịnh nộ của ta đánh ngươi, nhưng trong lúc ban ơn ta thương xót ngươi. Amen. Người ngoại quốc sẽ xây dựng các tường thành ngươi, và các vua họ sẽ phục vụ ngươi, vì trong cơn thịnh nộ ta đánh ngươi, nhưng trong lúc ban ơn ta thương xót ngươi. Người ngoại quốc, các vua, họ đến mà phục vụ. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu được sức giàu, Chúa Giêsu công bố sự tự do, và Chúa ủy quyền cho chúng ta. Và Chúa nói là kỳ nhân nó sẽ đứng chắn cừu cho các ngươi, người vợ ước sẽ cày ruộng và làm vườn cho các ngươi. Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Chúa, người ta sẽ xưng các ngươi là người phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta. Các ngươi sẽ hưởng của cải của các dân, các nước. Trong câu 5, câu 6, câu 61. Đó mà kiều dân nó sẽ chăn cừu cho các ngươi, các như người ngoại quốc sẽ cày vườn nho của các ngươi. Có nghĩa là họ là thuê cho các ngươi đó. Các ngươi là chủ. Bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng các ngươi không còn nô lệ nữa, nhưng mà trở thành là người chủ, là ông chủ bà chủ. Amen. Người tự do, người con của Đức Chúa Trời trở thành ông chủ bà chủ rồi, không phải là một con người nô lệ nữa. Amen. Amen. Lời hứa của Chúa ban phước cho chúng ta vô cùng lớn lao khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta đứng lên và chiếu sáng, và chúng ta chiếu đúng chỗ, chúng ta làm đúng lúc, và chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời, thì sự giàu có phước lành sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải tìm kiếm sự giàu có, sự giàu có sẽ đến trên chúng ta. Amen. Ở các nước, các vua, các dân tộc sẽ đến và phục vụ cho chúng ta. Chúng ta có tin gì đó? Nên chúng ta hãy nhắm một mục đích. Đừng để mắt của chúng ta nhìn bên này, nhìn bên kia, rồi chúng ta bị sao loạn đi, bị rối đi, làm cho chúng ta không thấy rõ mục đích. Nhưng mà chúng ta hãy nhắm một cách ra mà đến, chứng nhận cho Chúa, là chứng nhận cho Chúa, làm việc cho Chúa, hãy phục vụ Chúa đi, và Chúa sẽ đổ cái sự giàu có lên. Tôi nói thêm chút này nữa đấy, anh chị em có đức tin và mạnh mẽ của thầy. Người giàu có đến nói với Chúa Giêsu rằng tôi làm gì để được cứu. Chúa Giêsu đó là có tôi phải làm theo điều răn. Ông nói cái điều răn này tôi đã làm từ khi còn nhỏ. Chúa nói còn một điều nữa, người phải bán hết gia tài chia cho kẻ nghèo, để người có của báo ở trên trời, rồi đến mà theo ta. Thời đó bỏ đi một hơi rồi, khi rồi nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con đã bỏ hết tất cả mà theo thầy, chúng con được cái gì? Chúa Giêsu nói, người nào mà từ bỏ tất cả cha mẹ đất ruộng anh chị em mà theo ta thì ngay đời này nhận lãnh rất bằng hơn cả sự thấp kém và đời sau hưởng được sự sống đời đời. Kẻ đầu trở nên rốt và kẻ rốt trở nên đầu. Amen. Người kia rất là giàu có, khi rơi thì tay trắng theo Chúa bỏ hết rồi, đúng không? Người kia không theo Chúa đang rất là giàu. Người theo Chúa không có cái gì hết, để cảm. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy nhận lãnh lại trong lòng hơn. Amen. Và chúng ta thấy sau đó là gì? Phi-rơ đã lên nhà lãnh đạo, Phi-rơ đã lên là sứ đồ, và người ta nên tìm đặt chiếc chân qua má. Amen. Trở nên rất là giàu có và địa vị cao cả và chức vụ vô cùng lớn lao Đức Chúa Trời đã phán cho. Đã lên sứ đồ của Đức Chúa Trời. Và Chúa hứa rằng là sẽ là những người lãnh đạo trong chi phái Israel, 12 môn đồ đó. Các bạn nhớ không ạ? Như vậy thì chúng ta là đầu cho nên rốt. Người kia là bây giờ tài giấy, sự giàu có. Bây giờ ông đứng đầu đó, nhưng mà ông sẽ trở nên rốt. Và Phi-rơ là không có gì hết là rốt. Và Phi-rơ trở nên đầu. Amen. Trở nên một người lãnh đạo, trở nên một chức vụ, trở nên một người sứ đồ, hay là mục sư của Hội Thánh Chúa tại Jerusalem. Amen. Bỏ tất cả là thế này, trở thành những người lãnh đạo, những người trong công vụ các sứ đồ, mình ta bỏ tất cả
ta bán tài sản rồi bán nhà, bán xong rồi cái ta còn nhà nó ở, ta đi luôn chứ gì được, đúng không? Phải đi luôn thôi. Mà đi luôn thì trở thành sứ đồ, đi luôn thì trở thành mục sư, trở thành những nhà truyền giáo, giáo sư của hội thánh của Chúa, lãnh đạo rất là đông người. Từ một người một mình bây giờ trở nên là người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa, từ hội thánh này đến cánh hội thánh kia. Có giàu có không chị em? Giàu không? Giàu vô cùng giàu. Và tôi nói rằng là sau 30 năm Jerusalem thành Jerusalem đã bị đổ, bởi vì năm 70 sau Chúa đã tan hoang hết rồi. Có phải vậy không? Sau 30 năm nó là tan hoang hết rồi. Nếu mà không bán nhà, không bán vườn, không bán đất thì cũng chẳng còn gì. Rồi dân tộc Do Thái cũng bị lưu đày luôn. Phải vậy không? Chúng ta thấy được là Thánh Linh là cảm động, Thánh Linh biết mọi sự trên đời sống của chúng ta. Nên Ngài muốn chúng ta trong ngày cuối cùng này hãy dấy lên, hãy sáng là ra, hay là đứng lên và chiếu sáng đi, vì sự sáng đã lấy đi các người rồi. Hãy chiếu sáng vì sự tốt tâm bay phủ đất, sự bao u ám bay bọc các dân, còn ta đã chiếu sáng đi người rồi. Và chúng ta hãy chiếu sáng, và sau đó Chúa sẽ làm cho chúng ta giàu có và thịnh vượng. Đừng có lo ngày mai. Amen. Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Amen. Amen. Chúa sẽ làm điều đó. Tất cả những người hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ Chúa trong tấm lòng của mình thật sự đi ra giấy lên và sáng lại ra để chiếu sáng, đem có sự chiếu làm cho người khác, đem sự giải cứu cho những người khác, đem phép lạ cho người khác, đem cho người khác giàu có. Paulo nói rằng là ổng là ở đây nghèo khó để làm cho nhiều người được giàu có. Amen. Chúa Giêsu của chúng ta vốn giàu, nhưng mà vì chúng ta Ngài trở nên nghèo, bởi sự nghèo của Ngài chúng ta được giàu sạch. Amen. Có nhiều con người họ không muốn nhận tất cả những cái gì của thế gian này, nhưng mà họ muốn làm cho nhiều người được giàu có. Amen. Giàu có cả tâm linh, giàu có linh hồn, giàu có trong thân thể của chúng ta, mọi sự chúng ta giàu có bởi vì có một Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên. Còn chúng ta đến với Chúa trong sự cổ. Mặc lệnh của Chúa là chúng ta hãy đứng lên và chiếu sáng. Và thứ hai là chúng ta đã nhận ánh sáng từ Chúa rồi, nhận quyền năng từ Thánh Linh rồi, qua phong bộ đồng một cô ta. Và thứ ba là chúng ta phải chiếu sáng ở nơi tổ tập. Có nghĩa là giảm phúc âm, chữa lành và đuổi quỷ, giải phóng người khác ra khỏi sự nô lệ để đến sự tự do. Và điều thứ tư là Chúa ban phước lành cho chúng ta. Chúa làm cho chúng ta giàu có trường thịnh. Của cải các nước sẽ đem đến, vàng bạc của các nước sẽ đem đến, lập đài kiên cường họ sẽ đem đến cho chúng ta. Họ sẽ đến, các vua cũng đến để phục vụ chúng ta. Họ phải hạ mình xuống trước mặt chúng ta, là làm cho con người có được chịu thắng. Họ là những người đầy dẫy sự sáng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Dù họ như thế nào đi nữa, họ cũng rất là tôn trọng, họ rất là sợ những con người của Đức Chúa Trời. Bởi vì nói ra là quyền năng, công bố là chữa lành, công bố là phép lạ xảy. Nên nhiều người họ khiếp sợ vô cùng. Dù chức vụ họ là vui đi nữa, họ cũng sẵn sàng đến để mà phục vụ chúng ta. Cảm ơn Chúa là hứa của Ngài sẽ được ứng nghiệm. Sẽ được ứng nghiệm khi chúng ta đứng lên và chiếu sáng. Chúng ta sẵn sàng là một chiếc hình trong không trong thế giới. Chính Thánh Linh của Chúa thắng quá chúng ta. Tập đổ mọi đồng lý trong đời sống của chúng ta. Đừng để cái suy nghĩ cản ngăn công việc của Chúa và lời của Chúa cho đời sống của mình. Tất cả những tội lỗi xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của mình. Chúa Thánh Linh ơi, ngay bây giờ Ngài đổ đầy trên dân sự của mình. Ngài đổ đầy từng người một ngay thì giờ. Chúa ơi, con biết rằng là Chúa rất thâm tín. Những gì Ngài phán thì Ngài có quyền làm rồi. Vì chúng con dấy lên và sáng lại. Vì chúng con đứng lên và chiếu sáng, chiếu nơi tối tăm. Chúa sẽ làm cho chúng con giàu có. Và Chúa sẽ làm cho chúng con là những người hèn yếu nhất trở nên dân hùng mạnh. Một người nhỏ nhất trở nên một dân tộc lớn. Chúng nói rất rõ rằng kẻ nhỏ nhất của các ngươi sẽ thành cả ngàn, và người hèn yếu nhất sẽ thành một dân hùng mạnh. Chính ta là Chúa, ta sẽ mau chóng thực hiện điều ấy đúng thời. Cảm ơn Ngài. Tất cả chúng con
vừa yếu đuối, người nhỏ cũng trở thành những người lãnh đạo. Lãnh đạo cả nghe, lãnh đạo một giấc hôn mình. Cảm ơn Chúa. Khi chúng con đứng lên và chiếu sáng, khi chúng con vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài trên đời sống của chúng con. Không những chúng con giàu có đầy đủ mọi thứ thịnh vượng, nhưng mà trở thành những người lãnh đạo trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì nhiều người đó, nhiều nước, các quốc gia họ chạy đến trong sự sáng của chúng con, để thấy được cái sự sáng của Chúa trên đời sống của chúng con, để hưởng được cái sự sáng của Chúa trên đời sống của chúng con. Và Chúa sẽ dấy lên những người dù là nhỏ nhất, người không ra gì hết, trở nên lãnh đạo cả nghe, một người hèn yếu nhất trở nên một dân hồn mạnh. Chúa sẽ đâu đã làm điều đó đúng thời kỳ của nó. Con cảm ơn, con tin rằng lời hứa này sẽ được đến thì một thánh của Ngài ở đây. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu Bồ Tát đổ mọi đồng lý, mọi lý luận, mọi sự tự cao giới định được cùng sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên chân sự của Ngài. Tất cả những gì mà không đúng với lời của Đức Chúa Trời phá bị phá đổ ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả các lưng của Satan lừa dối sai lầm đi ra khỏi danh sự của Đức Chúa Trời. Những linh có sự ô uế bất tín hãy rác khỏi danh sự của Đức Chúa Trời. Những linh có sự bất tín hãy rác khỏi danh sự của Đức Chúa Trời, mà không có quyền trong danh sự của Chúa. Và sự tinh linh của Chúa đầy tràn, đầy tràn thần linh của Ngài, đầy tràn thần linh của Ngài. Đó là thánh linh của Chúa, của sự thánh khiết, linh của sự khôn ngoan thông sáng, mưa con mà sức hiểu biết và kết sợ Đức Chúa Trời. Đầy dậy trên danh sự của Đức Chúa Trời, đi hội thánh của Ngài. Chúa con tạ ơn Ngài và tất cả những anh chị chúng con có mặt trong buổi livestream ở đây, thì xin Chúa thánh linh cũng đầy tràn trên họ và sứ dụng họ và cho họ trở thành những người lãnh đạo của Đức Chúa Trời, lãnh đạo giáo sự của Đức Chúa Trời trong những ngày này. Đúng là thì giờ của Chúa, giờ Chúa nói là giờ ta chưa đến thì chưa xảy ra, nhưng mà giờ ta đã đến rồi thì việc đó đã xảy ra ngay cho đời sống của chúng con. Chúa con tạ ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con đón nhận thánh linh của Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời đã biết tội chúng con và đã làm phép tạm biệt đời sống chúng con. Không có Ngài chúng con chẳng tạm biệt được. Đó là những thánh linh đầy tràn cái tình thương của chiếm hữu cuộc đời chúng con, và giờ chúng con có đức tin nơi Đức Chúa Trời để hành động. Cảm ơn cha, con dân một thánh của Chúa trong tay cha. Ngài chỉ dẫn. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.